Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Sau khi những hình ảnh về buổi lễ đính hôn của Công Phượng được công khai, cư dân mạng đồng loạt xuýt xoa, tấm tắc khen ngợi hết lời khi thấy nụ cười hạnh phúc xứng đôi với lứa và chiếc váy cưới tối giản tinh tế của cô dâu Viên Minh. Bên cạnh đó, không ít người xuýt xoa về đôi nhẫn và vòng tay cặp đôi đã trong ngày trọng đại. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Theo nhiều tìm hiểu, đây là đôi nhẫn trong bộ sưu tập lớp của thương hiệu lừng danh thế giới Cartier. Cặp nhẫn được một nhà thiết kế người Italia sáng tạo, lấy cảm hứng từ tình yêu đôi lứa. Trên mỗi chiếc nhẫn có họa tiết dấu phích để thể hiện sự gắn bó bền chặt của cặp đôi ở thời điểm đã sẵn sàng về chung một nhà. Ngoài đôi nhẫn đính hôn thì Công Phượng và vợ sắp cưới còn mua cặp vòng tay cùng thương hiệu và đeo trong lễ đính hôn. Chiếc vòng có hình dáng oval ôm sát cổ tay, kiểu đơn giản tinh tế. Giá cặp nhẫn đính hôn của Công Phượng và vợ là 100 triệu đồng, còn bộ vòng giá 312 triệu đồng. Trong lễ đính hôn, cô dâu Viên Minh cũng được bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ tặng thêm bông tai, dây chuyền vàng làm quà cưới. Hiện cặp đôi chưa tiết lộ ngày tổ chức hôn lễ chính thức. Tiền đạo sinh năm 1995 cho biết anh cảm thấy bất ngờ vì nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ. Công Phượng chia sẻ trên trang cá nhân rằng, thoạt đầu Phượng và Minh dự định làm lễ đính hôn ấm cúng 100 người. Chỉ dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai bên, đồng nghĩa với việc không chia sẻ vấn đề này với báo chí. Nhưng cả Phượng và Minh rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm cũng như những lời chúc phúc, nên giờ đây Phượng thay mặt gia đình hai bên cảm ơn đến mọi người, cũng như là giới truyền thông đã dành sự quan tâm cho Phượng và Minh. Kết thúc lễ đính hôn kín đáo cùng với Viên Minh, Công Phượng chính thức quay trở lại sân cỏ tập luyện cùng đồng đội tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm ngày 8 tháng 6 vừa qua. Trên sân tập, chàng cầu thủ xuất nghệ bất ngờ bị hai đồng đội Amido Black và Diakit Babe tới hỏi thăm. Ngoài gửi lời chúc mừng, bộ đôi cầu thủ cũng tò mò về chiếc nhẫn đính hôn của Công Phượng. Đặc biệt, một trong hai ngoại binh bất ngờ dò hỏi về giá trị chiếc nhẫn anh chàng đang đeo. Dù người trong cuộc không hé lộ, nhưng fans đã tỏ ra rất hào hứng với tình huống này. Được biết, vợ sắp cưới của Công Phượng là Tô Ngọc Viên Minh, sinh năm 1995. Cô nàng tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của Đại học RMIT vào tháng 8 năm 2019. Hiện Viên Minh làm việc cho công ty của gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hồi cuối năm ngoái, khi Công Phượng thi đấu cho câu lạc bộ Sint-Truiden, cả hai đã có chuyến du lịch khắp châu Âu cùng nhau. Họ từng đến Hà Lan gặp Văn Hậu cũng như là đi chơi tại Bỉ. Tuy vậy, trang cá nhân của Viên Minh để chế độ riêng tư, cô không thể hiện sự tương tác nào trên mạng xã hội với Công Phượng, không giữ kín chuyện tình cảm. Bản thân Công Phượng cũng chưa từng chia sẻ hay tiết lộ gì về mối quan hệ với Viên Minh. Kể từ sau mối tình ồn ào với Hòa Minh Di, Công Phượng chọn cách yêu trong im lặng để bảo vệ bạn gái của mình. Đến ngay cả sự kiện trọng đại là đám hỏi của mình, Công Phượng cũng muốn giữ kín. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!